Rồi. Hôm nay lại quay lại cái villa Hòa Bình nhà lá, nhưng hôm nay khác lần trước. Lần này là rủ được cả bố mẹ đi chơi cùng, vẫn đội hình cũ. Xin giới thiệu anh em, đây là Quang Sun siêu số đẹp. Hello nhá, chào tất cả mọi người nhé. Đây, hình này thì mình đã quay rồi. Nhưng hôm nay là rủ được cả bố mẹ đi. Alo. Vâng, anh cứ đi đâm thẳng thôi. Em gửi cái map, anh kích cho cái map ra luôn mà. Vâng. Vâng, vâng, lên từ... Em chả rõ lắm, nhưng mà cái đường đấy đi xuống là có đường rẽ mà. À, đi lại đường Thăng Long nó có đường rẽ xuống này, rẽ xuống là cứ thẳng thôi, rồi đi một đoạn nữa rẽ phải. Rẽ xuống là rẽ phải ạ. Đúng rồi đấy ạ. Vâng, vâng, vâng. Chuẩn rồi, tí em gửi map định vị của em luôn. Đấy, hôm nay là có... Đây là ghẹ nhạc của mình. Hello. Còn đây là ghẹ của thằng em. Còn đây là ghẹ của thằng em nữa. Còn đây là đại ca. Trời ơi. Ờ, con cứ đi đi. Đây, đội hình có bố mẹ mình đi. Đây, thanh niên bố. Ơi, bố đây. À, chưa, chờ tí mọi người lên đã. Lâm đứng lấy Lâm ơi. Bạn cũng hết tiền. Dính chuột dọc kính, ba kính như thế nào. Đây. Khu này là nhà lá có bao gồm có đủ cả bể bơi bốn mùa, bàn bóng bàn, rồi bóng rổ. Nói chung là xe thì để chụp cái cũng được. Ở đây là bố mình. Con bay lên đi con. Nào đi đâu con gái? Đang đi tìm mẹ mình, cái mà chưa thấy mẹ mình đâu nhá. Anh Cường ơi, đặt luôn than đá với cả các thứ. Ờ, đây xong để anh bảo Thanh. Ờ, xong anh khác bảo Thanh. Hôm nay Thanh trực đúng không Thanh? Ok. Đây, cảnh ở trong nhà. Đây là bể bơi. Bể bơi trong nhà luôn. Ơi, mẹ đâu? Con đang ngâm chân. Đây là hai con trai của mình. Con đang ngâm chân nha bố nha. Ok, bà đâu rồi? Mẹ ơi. Bà đâu, mẹ đâu? À, ai bà đây à? À, đi vệ sinh à? À. Được không? Mẹ hài lòng không? Đây mẹ mình đây, rủ mãi mới đi được. Đấy. Đang quay. Quay à? Quay để giữ lại làm kỷ niệm. Đấy. Cường được quảng cáo trong cái không, bố không đồng ý đâu. Ở đây là Frodino. Anh sợ kinh kìa. Chị mình nha. Tay để sát ra đây. Bằng tay để sát ra đây. Đúng rồi thế. Đây, gẹ mình đây.
Đây bên này nhá, ghẹ này hồng hồng nhá, ghẹ đen này không phải nhá. Đây là bố mẹ mình. Bố là con xã. Siêu mẫu. Cái cửa. Con trai mình. Con ok. Không mở được. Tí ra bố xuống bố dạy. Tắm đi em. Tắm đi cho tí lên lên rồi cốc nước xong. Cho đi. Năm nó ra bây giờ mà. Ông chụp không nhìn thấy bụng luôn. Ông chụp cho nó kiểu. Ông chụp thấy bụng luôn. Cái gì mà cứ quay cái này thế? Sau khi hết dịch nhà phải đi chơi luôn và ngay. Đây là em trai không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ. Trên bàn nó chỉ có đổi gì kêu tay nhá, tay này, tay này, tay để như này, không được la như lần trước này đó, kết hợp cả trên thế này. Con nhìn cả người ông nhá, đấy đấy, không thu lại không, đấy thấy không. Ai đại gia anh trai ra đón tận nơi.
chỗ này cả nhà mình đi nhá, có cả anh trai mình luôn. Anh trai bây giờ mới đến. Xuống đi. Đang cả đang ngủ mưu. Rất chậm dai. Vào giờ quay ra đoạn này. Thanh niên xuống xuống xe á. Đeo gì nữa, vào đây còn đeo gì nữa. Cái đi đi. Đấy đi đến tiếng không hả? 40 phút. Nhà mình đi hết có 50 phút. Anh ấy đi đường kia không phải đi từ trong ra rồi. Nhà này khoảng nước. Dép thôi. Không cần đâu, anh đi thẳng giữa nhà có ướt đâu. Không, thằng này đi tất cả ướt. Không, bỏ tất ra. Vâng. Frutinho. Mon sướng nghe. Xài. Để bác quay lại làm kỷ niệm nhá. Nhá. Sau này lớn lên được xem nhá. Bác quay đây. Bác quay đây. Đây bắt đầu.
để bán thì bán đấy. Người sinh viên nhiều nhỉ? Em thấy là người đa số người đi làm. Đi làm nhiều. Đi tạ ngồi xe đấy. Mạnh tay lên con. Kinh nghiệm hơn không? Kỵ luôn này. Em từ trước đấy à? Thôi mày thằng Việt, trước mày tắm nhanh lắm. Không này. Đứng ra đây Lâm ơi, con ra ngoài chơi đi, xem gì mãi. Tí nữa các em đang chơi ở dưới kìa, cả em cùng Moon em đi. Đây ông bà ở đây, đây đẹp lắm. Rồi thì quý con cầm vác máy quay ra quay mà. Con còn quay một video dài cơ. Cắt nha, cắt nha. Ngồi xuống dưới có chỗ ngồi mà. Mình ngồi góc kia có chỗ ngồi mà. Nhìn em mua nó chạy ra. Anh em được rồi. Không nghe thấy nhỉ?
Đây có rồi bà. Bố ngồi đây bố. Bố ngồi đây ông ơi. Nghe được. Ở đây anh Hà thì cái này. À ở đây sóng của tao yếu. À phải thế thôi, không để nó phét được. Nói kỹ thuật mà nói sai là nó. Rồi tầm TikTok này, anh trao đào. Sáng giờ ghê đó. Có phải cái nít đấy là kỷ niệm. Chờ này. Bố nhá. Anh Giai nhá. Mình nhá. Để mai có sang hết máy tính cho bố cái clip. Cái clip này con không đăng.